Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, Israel và Palestine từ lâu đã được coi là một cuộc xung đột phức tạp và khó giải quyết nhất trên thế giới. Những mâu thuẫn bắt đầu từ lịch sử liên quan đến tranh chấp lãnh thổ, khác biệt về tôn giáo, sắc tộc. Đỉnh điểm phải kể đến một loại dịch bệnh kỳ lạ không rõ nguyên nhân khiến cho hai bên cho rằng phe kia đang tìm cách để hại quốc gia mình. Đến giờ vẫn được xếp vào một trong những bí ẩn y học mọi thời đại. Vào mùa xuân năm 1983, thế giới bỗng dưng ghi nhận gần 1.000 thanh niên Ả Rập ở bờ Tây đột nhiên bị mắc một căn bệnh bí ẩn. Họ có các triệu chứng đặc trưng như đau đầu, chóng mặt, mờ mắt, đau bụng, suy nhược và ngất ngay sau đó. Theo thống kê, có đến 70% là nữ sinh từ 12 đến 17 tuổi, cùng với một số nữ quân nhân Israel là chủ yếu gần như rất ít nam giới bị. Khi tỉnh lại, các nạn nhân cho biết ban đầu họ ngửi thấy một mùi gì giống như trứng thối trong lớp học, sau đó đột nhiên phát bệnh và ngất xỉu. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận là vào ngày 21 tháng 3 năm 1983, bỗng nhiên một cô gái chạy sát đến cửa sổ và liên tục kêu gào khó thở. Chỉ trong vòng vài giờ sau, 6 nữ sinh khác cũng mắc phải các triệu chứng tương tự. Khi biết tin 7 người trong một lớp mắc bệnh lạ thì các lớp khác đều sợ hãi tột độ. Thế nhưng căn bệnh ấy cũng dần lan ra toàn trường và gây nên những ca ngất xỉu khó hiểu, đến cả những nữ quân nhân tới xử lý tình hình cũng mắc phải dù đưa đến bệnh viện nhưng các bác sĩ không thể tìm được nguyên nhân giải thích cho những triệu chứng ấy. Sau sự kiện này, các nhà chức trách quân sự Israel ở bờ Tây đã phải đóng cửa trường học của người Palestine trong 20 ngày kể từ khi xảy ra dịch bệnh. Họ nghi ngờ đây là một loại khí độc nhưng tới kiểm tra vẫn không có chút manh mối nào. Có người còn bị nôn mửa và mất thị lực nặng do loại bệnh này. May mắn là sau khi cho học sinh nghỉ học thì sự việc cũng chấm dứt. Đương nhiên sau sự kiện trên thì xã hội đã dấy lên nhiều cuộc tranh cãi về nguyên nhân của loại bệnh ấy. Các nhà lãnh đạo Palestine đã cáo buộc người Israel sử dụng chiến tranh hóa học để xua đuổi người Ả Rập trong lãnh thổ của họ, thậm chí một vài quan chức còn tuyên bố thứ dịch bệnh ấy nhằm mục đích triệt sản phụ nữ Ả Rập vì hầu hết nạn nhân đều là nữ. Trước tình hình này thì bên phía Israel cũng phải đáp trả Họ nói rằng phía Palestine đang sử dụng hóa chất trên chính đồng bào của mình để khuấy động rắc rối và kích động biểu tình. Bởi khi xảy ra sự việc thì cũng có những nữ quân nhân người Israel đã mắc phải loại bệnh này. Vào ngày 29 tháng 3 năm 1983, Phó quan sát viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là ông Hassan Abdurrahman đã gửi một bức thư cho Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm mục đích cáo buộc dịch bệnh ngất xỉu là do ngộ độc chất hóa học do người Israel thả ra. Ông nói rằng đã tìm thấy dấu vết của bột lưu huỳnh tại hai trường học, kèm một chai than cốc chứa đầy chất độc hại tại một trường khác. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, khi dịch bệnh này xảy ra, họ đã tiến hành cho kiểm tra ngay dấu vết của khí độc nhưng không tìm được manh mối nào. CDC khẳng định đối tượng ngất xỉu đa phần là các nữ sinh tuổi tin, rất có thể là do tâm lý căng thẳng gây ra. Các cơ quan y tế sau đó cũng xác định rằng nhóm nạn nhân ban đầu có thể bị ảnh hưởng bởi mùi khí hydro sunfua ở mức thấp thoát ra từ nhà vệ sinh đây là loại khí độc có mùi giống hệt như trứng thối khi hít phải sẽ cản trở hệ hô hấp của cơ thể và gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh cdc kết luận sau khi các trường học bị đóng cửa thì dịch bệnh này cũng chấm dứt theo nên có khả năng là do chất hydro sunfua những nữ sinh cũng được kiểm tra sức khỏe sau đó và không phát hiện điều gì bất thường họ đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại tuy nhiên tất cả những điều trên cũng chỉ là phỏng đoán vì sự việc diễn ra quá nhanh không còn sót lại manh mối nào để điều tra dần dần loại bệnh lạ thế giới này cũng chìm vào quên lãng vì không để lại hậu quả nào nhưng rất có thể nó sẽ trở lại vào một ngày nào đó khi mà con người chủ quan không phòng tránh thưa quý vị từ xa xưa trên thế giới đã và đang xuất hiện vô vàn loại bệnh lạ mà con người không thể lý giải vì sao một trong số đó phải kể đến thứ bệnh khiến cho người mắc tự ăn thịt chính mình cho đến chết đáng sợ nhất là bệnh này chỉ ghi nhận ở trẻ nhỏ là chủ yếu từ lúc phát hiện tới giờ vẫn là một ẩn số và được gọi bằng cụm từ bí ẩn y học vào một ngày tháng 9 năm 1962, Bệnh viện John Hopkins tại Baltimore của Mỹ đã tiếp nhận ca bệnh kỳ lạ của cậu bé 4 tuổi rưỡi Matthew. Người mẹ là bà Deborah Mullen cho biết Matthew vốn đã bị mắc bệnh bại não và chậm phát triển, không thể tự đi hay ngồi xuống, nhưng gần đây cậu lại gặp một vài triệu chứng kỳ lạ. Theo đó, mấy ngày gần đây, bà Deborah phát hiện nước tiểu của con trai mình có màu bất thường và có cả sạn trong bỉm. Bác sĩ Như Khoa Nancy Etley lúc này đoán rằng anh trai của Matthew cũng bị bại não bẩm sinh nên đây có lẽ là bệnh di truyền chứ không phải vấn đề gì to tát. Tuy nhiên khi kiểm tra kỹ nước tiểu của Matthew, Nancy phát hiện có chứa rất nhiều tinh thể sáng như kính và có dạng sợi. Những tinh thể này rất sắc nên có thể đã làm chảy đường tiết niệu của cậu bé. Vậy nên ông đã mang mẫu tới cho bác sĩ ung thư William Nihan để xét nghiệm rõ ràng. Kết quả cho thấy, nước tiểu của Matthew còn chứa quá nhiều axit uric, một chất gây bệnh gút ở đàn ông lớn tuổi. Vài ngày sau, khi các bác sĩ quay lại thăm Matthew, họ đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn tỉnh táo nhưng lại không thể nói chuyện rõ ràng. Quanh miệng xuất hiện thêm những vết sẹo và vết cắt kỳ lạ. Khi kiểm tra tay cậu bé, Nancy đã vô cùng sợ hãi khi thấy một vài đốt ngón tay đã biến mất. Sau đó, Matthew bỗng hét lên, đưa tay vào miệng và chuẩn bị ăn ngón tay của mình, thậm chí là đã ăn một phần môi trước đó. Các bác sĩ lúc này đã thuyết phục người mẹ đưa luôn con trai lớn Harrow đến bệnh viện khám luôn. Đương nhiên không nằm ngoài suy đoán, Harrow đã cắn ngón tay và môi dưới của mình còn nghiêm trọng hơn cả Matthew. Họ cũng đã tiến hành xét nghiệm máu và thấy lượng axit uric trong cơ thể của cậu bé cao bất thường, hệt như người em vậy. Sau sự kiện này, các bác sĩ đã tiến hành nghiên cứu và xác định rằng hai người con của bà Deborah đã mắc phải một hội chứng vô cùng hiếm gặp mang tên Lethnihan, hay còn gọi là hội chứng tự ăn thịt mình. Những triệu chứng của bệnh này thường bị nhầm với bệnh bại não giống như hai cậu bé tội nghiệp kia. Theo các chuyên gia, những đứa trẻ mắc bệnh này sẽ càng có nhiều hành vi tự làm hại bản thân khi lớn dần. Xã hội thời xưa vì quá sợ hãi nên cho rằng trẻ em bị bệnh Les nihan đã bị những con quỷ chiếm hữu thể xác, luôn tự tìm cách làm tổn thương bệnh nhân, hầu như ai mắc bệnh này đều không sống quá 40 tuổi. Sina, bác sĩ thần kinh học tại bệnh viện Johns Hopkins của Mỹ chia sẻ, đây là một trong những căn bệnh kinh khủng của nhân loại. Nó liên quan đến hệ thần kinh của con người một cách phức tạp. Bệnh nhân thường có xu hướng tấn công những người thân yêu nhất, không làm chủ được hành vi và nói ngược lại những gì mình muốn nói. Nhìn chung, bệnh nhân Mark Lednihan nhìn bề ngoài rất bình thường cho đến khi họ đưa tay lên miệng cắn. Họ vẫn nhận thức được nỗi đau sợ hãi với ý nghĩ ngón tay và môi đang bị ăn và thường kêu gào nhờ sự giúp đỡ, giống hệt như những hành vi bị quỷ ám trên các tựa phim kinh dị. Nhiều nhà khoa học cho rằng loại bệnh này ngược hoàn toàn với bệnh Parkinson. Cụ thể, người mắc Parkinson thường không thể làm việc họ muốn, còn người mắc Lesnihan lại không thể ngăn cản bản thân làm những việc mà họ không muốn. Sau một vài thập kỷ phát hiện thì các chuyên gia vẫn chưa tìm được nguyên nhân của loại bệnh này. Năm 1967, Edwin Similer, nhà khoa học thuộc Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ cùng hai đồng nghiệp đã phát hiện rằng protein HPRT trong tế bào bệnh nhân Lesnihan có tác dụng tái tạo DNA dường như không hoạt động. Về cơ bản, tế bào thường chia DNA thành bốn nhóm cơ bản là adenine, thymine, cytosine và guanine. Quá trình này sản sinh ra purin, chất được dùng để tạo mã mới trong DNA. Khi HPRT không hoạt động, một số purin nhất định được hình thành trong tế bào người và tự chuyển hóa thành axit uric. Mãi cho đến năm 1980, hai nhà khoa học là Douglas Zizoli và Theodor Forisman Tại Đại học California của Mỹ phát hiện những bệnh nhân Lesnihan có một dạng đột biến gen riêng, chúng xảy ra ngẫu nhiên ở từng gia đình. Chính sự đột biến gen này sẽ tạo ra một lỗi nhỏ trong quá trình mã hóa gen, cuối cùng tác động lên hệ thần kinh và gây bệnh. Hiện tại trên thế giới vẫn chưa tìm ra cách chữa trị cho loại bệnh này. Vào tháng 4 năm 2000, nhà thần kinh học Takami Taira của Đại học Y phụ nữ Tokyo Nhật Bản đã phẫu thuật não để thực hiện kích thích não sâu cho một bệnh nhân Lesnihan. Phương pháp này sẽ kích hoạt một dòng điện cường độ thấp làm tê liệt một số điểm trên não có kích thước bằng hạt đậu. Bằng cách này thì bệnh nhân không còn xu hướng tự tấn công bản thân nữa. Thế nhưng đây cũng chỉ mới là những tiến bộ bước đầu bởi hầu như 60% bệnh nhân mắc Lennihan phải nhổ toàn bộ răng để tự ăn thịt bản thân. Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều phương pháp để chữa trị căn bệnh kinh hoàng này thưa quý vị nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại